Rồi bông đây. Em bông đây, em bông bạch hổ đây, xinh gái nhất nhà luôn. Đấy. Rồi, xinh gái nhất nhà luôn. Xinh gái nhất nhà. Bún nào? Rồi, bún và bông. Bún và bông sau này sẽ là luôn luôn là một cặp. Và trùng nhá. Đấy. Bún bạch hổ, bông cũng là bạch hổ luôn. Rồi. Bún nào? Rồi, xin chào nha, xin chào mấy đứa. Mấy hôm không gặp. Bông đâu? Bông đâu? Bông đâu bông ơi? Đây. Bốn hả? Rồi, ok. Bốn đâu? Bông đâu? Ôi giời. Ôi giời. Bông đâu? Em. Rồi. Bông xinh gái quá. Bông. Rồi. Em đang phơi nắng. Sáng nào cũng phơi nắng nha. Hiện nay em hôm nay có trong khu cái thêm có em bé gái nữa, đặc biệt là bé gái là chị lớn, chị lớn hơn mấy em kia nha, lớn hơn một chút thôi, không lớn hơn nhiều đâu. Hôm nay chia tay cún về nhà mới nha, rồi có anh đại gia đến này, đại gia đến đón cún về. Okay. Rồi, nhà mới may mắn nha, mạnh khỏe nha. Kệ, okay. Rồi. Đóng cửa vào đi rồi đấy. Rồi, thế về nhá. Chúc hai thầy trò lên đường may mắn. Rồi. Ok. Rồi, thế là bé về nhà mới nhá. Cho đại gia đến tận nơi để bắt cún về.